con nghĩa. Con nào? Con nghĩa. Cái đó trái tim á con. Cái trái tim. Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ. Muộn màng là từ lúc mang sơ vừa quên. Để mẹ ráng tập cái bài muộn màng là từ lúc để hát cho cô chú nghe nghe cho nha. Sáng giờ mày nghe mới có 1 lần à. Mà mày thuộc có 2 câu à. Rồi vội vàng ta nhớ nhớ thương nhiều lắm. Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay. Đó, mày biết được cái đó thôi đó. La 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 la. La 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 la. Yes, JD. Muộn màng là từ lúc. Bài đó hay chứ? Bài đó hay mà sao mà nào giờ mẹ bận quá, mẹ không có cân, không có nghe nhạc của cô Mỹ Tâm nữa nên là mẹ không có ấy nữa. Ai dễ mẹ? Ai dễ? Ai dễ gì con? Ai dễ? Con dễ chứ ai? Dễ dễ. Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ. Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quên. Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm. Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay. Rồi muộn màng ta lỡ nỗi yêu và nhớ. Rồi vội vàng ta ngỡ xa nhau được. Rồi vội vàng ta ngỡ xa sẽ xa được nhau. Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm. Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên. Đôi khi em vẫn mong rằng mình đừng. Đôi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ. Đôi khi em cố tình hiến đương rằng ta sẽ. Cái khúc đầu khó, cái khúc đầu á hơi khó, cái khúc sau hay dễ hơn. Nước mắt cũng đã khô chẳng còn nữa. Quên rồi, khúc đầu quên rồi, không biết hát khúc đầu. Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ. Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen. Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chấm. Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay. Rồi muộn màng ta nói lời yêu và nhớ. Rồi vội vàng ta ngỡ xa. Rồi vội vàng ta ngỡ xa xa được nhau. Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm. Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên. Trời ơi, sao mẹ hát mà con ngồi đứng hình vậy chay. Trời ơi, con đứng hình 5 giây luôn á. Cô chú tưởng là video không nhúc nhích luôn á. Nếu mà mẹ không hát mà con đứng hình kiểu đó là cô chú tưởng là video bị hư luôn á. Cô chú đập điện thoại âm tưởng mạng yếu luôn á. Trời ơi, hai con mắt đưa qua đưa lại lâu liên. Bây giờ mẹ hát cho Trang nghe nha. Bây giờ mẹ hát bài cái bài mà bài gì ta? Rồi vội vàng mình nhớ nhớ thương nhiều lắm. Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay. Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay. Vô. Chị, chị nói gì đi cho cô chú nghe đi. Sao chị ngồi im ghê vậy? Sao chị ngồi chị mặt chị buồn quá vậy? Hả? Sao buồn? Nói cho mẹ nghe coi sao buồn. Sao buồn? JD. Hả? Sao con buồn? JD. Trời ơi, sao mặt buồn hiu vậy? Why you so sad, JD? Why you look so sad? Hả? Nó mày nghe
thôi. Sao con nhìn buồn vậy? Vì sao trong lòng tôi? Tại sao vì sao buồn vậy? 1, 2, 3 ngôi sao lung linh tỏa sáng trên cao. Và tình tu sắp thác lên chuyện tình yêu hai chúng ta. Đúng vậy. Chị nói chuyện đi. Chị không muốn nói chuyện hả? Chị buồn hả? Không, không có được buồn nghe chưa? Sống với mẹ là không có được buồn. Tại vì mẹ lúc nào cũng mang lại niềm vui cho Chay đó. Buồn ngủ hả? Uống nước hả? Rồi vội vàng ta nói sẽ thương và nhớ, rồi vội vàng ta hát tâm lưng tâm lưng. Gì con? Cái gì? Út đang học bài không? Út đang học bài để chuẩn bị Út thi rồi. Còn mấy ngày nữa Út thi rồi con. Để Út học xong rồi Út thi xong rồi Út qua liền. Rồi vội vàng ta nói sẽ thương và nhớ, rồi vội vàng ta đưa sẽ xa được nhau. Thôi mẹ gửi con qua Út cho con ở với Út luôn ngay chơi nha. Chứ ở với mẹ mà con cứ đòi đi Úc hoài à. Con làm mẹ buồn lắm á. Thấy nha, mày gửi con qua Úc hả nha. Mẹ nuôi con là mẹ nuôi tạm thời thôi đó. Chừng nào mà tới mà Úc đi học ra là mẹ giao con về dốc đó. Chứ mẹ chán con quá rồi chạy. Hả? Trời, nói chuyện ra mà cứ làm được không? Được. Mẹ đang nghiêm túc với con thật sự đó. Mẹ đang thật sự là rất là nghiêm túc đó. Trời ơi, tôi nghiêm túc với nó mà con nói kìa. Ở không? Ở giúp không? Mẹ nuôi con thêm vài năm nữa rồi mẹ gửi cho con qua ở giúp luôn nha. Ok. Quyết định gì đi, cứ thế mà làm. Mẹ. Hả? Mẹ. Không hả? Con muốn ở giúp không? Muốn ở với mẹ? Mẹ. Ok. Tưởng nuôi hết hơi rồi nó ở giúp chứ. Trời, mẹ muốn đi John trời. Gửi qua bên đó ở mà không chịu ở. Đi qua ở giúp với John nha. Ok. Ok con gì? Bún ba. Giờ bún ba luôn hả? Ừ. Trời đất ơi, bún gì bún nhiều người dữ ta. Mẹ muốn có kỳ. Trời ơi, muốn nó kỳ luôn hả? Bây giờ cuối cùng là muốn ở với ai? Mẹ ba Lucky. Giờ cũng muốn ở với ba với Lucky phải không? Trời ơi, nhiều người quá. Rồi vội vàng ta nhớ nhớ thương nhiều lắm. Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay. Bây giờ Chay biết mẹ chở Chay đi đâu không? Mẹ chở Chay đi lấy đồ. Ừ. Hả? Nói lớn rồi mẹ không nghe hả Chay ơi? Cô nói chuyện cho mạnh dạn lên coi chay, cô phải ăn to nói lớn, con nói mạnh dạn lên chứ con sợ ai mà con nói nhí miệng coi chay. Cái lời nói nó cũng quan trọng lắm nghe chay. Mình phải mạnh mẽ lên mình nói chuyện, mình không có mình nói chuyện là mình nói ngay thẳng. Mình nói cho nó đàng hoàng. Ừ, đúng phải nói lớn như vậy đó. Mình không có sợ bất cứ một ai đó, mình sống ngay thẳng. Đậu đổ trời, chân đạp đất. Không có sợ ai đó. Nói lớn lên, mẹ nói sao? Con muốn cởi dài thì con cởi đi, khỏi cần hỏi ý kiến của mẹ. Đó là quyền quyết định của con, đó là tự do của con. Những chuyện đó con không cần phải hỏi ý kiến của mẹ.
Bà Bảo gọi nè. Nãy giờ gọi không bắt máy. Sao không gọi tao mà gọi mẹ? Nãy Ngọc có gọi Bảo á. Gọi nào? Trời đất ơi, gọi lúc mấy giờ nè? Gọi lúc gọi lúc ủa không không bấm lộn, bấm qua cái iPad. Rồi vội vàng ta nhớ nhớ thương nhiều lắm. Đi qua mua đồ ăn. Con gì á? Con nào đâu? Con gì á? Con gì á? Con gì á? Con gì con? Show everybody all Jimmy's toys. Con làm gì á? Con đang kiếm đồ chơi của con hả? Dạ, kiếm đồ chơi này. Đồ chơi đó là đồ chơi gì nó mẹ nghe coi. Ai mặc đồ vô cho con? Con gì á mẹ, con gì á? Con nói con gì, con nói mẹ nghe coi con gì. Con gì á? Con biết mà, con nói con gì? Con Woof. Con Woof là con gì? Con gì á? Con gì á? Con nào? Con gì á? Con Mickey Mouse. Con bắt ngồi kìa, con bắt ngồi cái tướng, bắt ngồi trên cái đống đồ chơi nè, có được không? Bắt đổ cái thùng gì á, cái thùng đồ chơi đây mà đổ ra. Con, gì á? Con phải đưa cho mẹ coi chứ con để vậy sao mẹ thấy được. Ngồi dậy đàng hoàng, nằm lăn lê bò lết trên cái đống đồ chơi này. Có đây làm sao à, trời 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 à, trời 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 à, trời trời. Mà hồi nãy con đi chơi với mẹ vui không? Vui, vui nhiều, nhiều không? Cái này nào?